Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút gọn link ở linkedin.com. Thì đây là trang để các bạn có thể cập nhật CV của mình và các bạn có thể post được các cái thông tin của mình lên cho nhà tuyển dụng có thể biết, và nó rất là thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên về cái link, có thể là một số link nó sẽ dài quá, cái link đến trang cá nhân của các bạn đến dài quá, và làm sao để cho rút ngắn được thì hôm nay mình sẽ bày cho các bạn. Thì đầu tiên mình vào trong trang cá nhân của mình. Đây là cái link mà các bạn sẽ thấy. Nếu mà mình copy cái này mình dán luôn trong cái CV cho nhà tuyển dụng thì nó rất là dài. Bởi vì trong CV của bạn thì các bạn sẽ cung cấp luôn cả LinkedIn cho nhà tuyển dụng. Vậy thì làm sao để cho nó ngắn lại? Các bạn quan sát ở dưới cái tấm avatar của các bạn có một cái đường link như thế này. Thì cái này là do mình đã rút gọn được nên nó sẽ gọn như thế này đây. Vậy thì để mà rút gọn được nó, các bạn kích vô chỗ có hình bánh răng, vô đây. Sau đó các bạn sẽ tiến hành, chỗ đây nó hỏi cho public profile URL, thì các bạn click vào đây rồi để bắt đầu sửa nó. Thì mình sửa của mình là namtrần94. Sau đó các bạn save lại. Rồi bây giờ các bạn có thể copy đường link này và các bạn có thể mở bất cứ một, các bạn có thể bỏ vào đây và nó bắt đầu nó dẫn đến trang của các bạn. Ok, và trong CV có thể như các bạn sẽ post nó vào trong đây. Ok ha.